Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một chủ đề mới nha các bạn. Đó chính là make up. Có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm video make up. Thì mình cũng muốn chia sẻ lại cách make up mình đơn giản hàng ngày. Và mình sẽ thêm một tí màu để cho các bạn nào mà đi tiệc á thì cũng có thể áp dụng được. Cái này là mình chia sẻ make up hàng ngày của mình thôi nha các bạn. Nếu có gì sai sót thì mình mong các bạn hãy bỏ qua cho mình nha. Còn nếu sau video này nếu ai không thích mình làm về video make up nữa thì mình sẽ không làm nữa nha. Còn nếu các bạn thích thì hãy cứ bình luận cho mình biết. Còn trước khi vào make up thì mình sẽ giới thiệu về loại da của mình nha các bạn. Da của mình là da thường. Mùa hè thì nó không sao, còn mùa đông thì nó sẽ hơi khô một chút. Cho nên mình đã dưỡng ẩm da xong rồi nha các bạn. Và sau đó mình sẽ xài cái này trước nha. Cái này là primer đó các bạn. Kiểu như là kem lót á. Đúng rồi, cái này là kem lót làm cho da mình mềm mại đó các bạn. Đây mình sẽ lấy một chút xíu thôi nha. Hiệu ứng make up forever. Thì mình sẽ bỏ hai bên cái gò má của mình nè, để nó che lỗ chân lông. Cái này là mặt mộc của mình 100% nha các bạn. Không dùng filter hay gì hết nha. Mặt mộc mẹ bỉm sữa 3 con. Đó. Mình sẽ để nó thấm như vậy nha các bạn. Sau đó mình sẽ kẻ chân mày. Thì chân mày mình sẽ kẻ hai loại. Một cây này mình mua ở Việt Nam nè, cây chì xé. Mình mua ở Việt Nam một cây hình như có 32 đồng nè các bạn. Mà xài rất là thích luôn á. Còn cái này là cây của Benefit. Màu Benefit. Hình như cây này cỡ hai mấy đồng á, cỡ 500 mấy thì phải. Nhưng mình nhớ là như vậy đó. Nhưng mà của mình nó hết rồi cho nên mình sẽ dùng cây Việt Nam này các bạn. Ở Việt Nam có thể mua nha. Cái này rất là dễ, ở đâu cũng có hết á. Nè, mình sẽ kẻ chân mày ha. Chả không biết dòng hướng nào luôn, thôi mình sẽ dòm vô gương. Đó. Mình sẽ cái này mình đâu có hướng dẫn đâu ha. Mình làm thôi nha các bạn, thì các bạn hãy quan sát nha. Tại vì hướng dẫn thì mình cũng không có rành lắm. Đó. Mình sẽ kéo và tô nó. Đó, các bạn sẽ thấy cái mày của mình nó như vậy ha. Sau rồi mình sẽ lấy cái đầu này nè, mình chải nó như vậy. Rất là dễ luôn. Đó. Thì mình đã được một bên chân mày ha. Sau rồi mình sẽ tiếp tục bên đây thì cái vẻ bên đây của mình nó hơi khó vẽ các bạn. Phải vô trong đó.
các bạn thấy không? Rồi mình sẽ tráng ở trên này. Cái tráng nó hơi bị thiếu rồi cho nên mình sẽ lấy thêm một chút nữa. Đó, bỏ cái này vô trong này đi sao không? Còn nếu mà bạn nào thích điểm thì đánh trên nền cũng được nha. Còn nếu không thì chỉ cần là che cái quần thâm mắt lại thôi. Nếu có quần thâm mắt, còn không thì thôi. Đó các bạn. Các bạn thấy nè, đó, mình sẽ làm trong đây luôn. Wow. Xong rồi ha. Nè, các bạn nhìn nè. Mà các bạn muốn da đẹp á thì các bạn hãy tẩy tế bào chết cho da nha các bạn. Làm gì làm make up á thì luôn luôn. Đây, mình sẽ quẹt nó lại nha. Đó. Cho chân mày nó nhìn tự nhiên. Thì các bạn làm gì làm thì trước tiên các bạn phải thích son dưỡng môi nha. Tại vì chút nữa mình đánh son á. Son dưỡng môi nào cũng được các bạn ơi. Đó các bạn, mình đã kẻ xong một bên ha. Ui cái tay trái này rất là khó luôn á. Tay phải mình sẽ vẽ bên trái luôn.
này các bạn. Mình sẽ tô một chút ở cái đuôi ha. Đó. Như vậy ha. Sau đó mình sẽ kẹp mi vào chút mi. Mi mình dùng hiệu này luôn, hiệu của cái trang, hiệu của cái đầu mà kẹp nó. Kẹp cái mi này. Ôi. Mình dùng mascara hiệu Maybelline loại này nha các bạn. Thì có một bạn, có một em nó anh giới thiệu cho mình đó. Nó rất là good cho nên mình đã mua về xài thử. Các bạn nha, mua màu xanh nha, màu xanh thì là chấm nước á. Một bên thì cong, một bên thì không ha. Bây giờ mình sẽ bấm tiếp một bên. Oh my god, bị lem rồi, không sao nha các bạn. Lem thì các bạn hãy lấy cái cây tăm bông á, các bạn quẹt liền nha. Xử lý tình huống khẩn cấp đó là quẹt liền. Các bạn không được để em, các bạn không được để lâu nha. Nếu mà bị dính như mình á, các bạn phải lấy tăm bông chấm hết bỏ nó ra liền. Đó, xinh xinh. Sau đó mình sẽ lấy một chút cho phần à. Mình sẽ lấy một chút xíu này nha các bạn. Chưa chút xíu mà mắt ở phần ở trên á. Mình sẽ viền ở ở dưới này cho nó màu xinh xinh chút. Đó, mình sẽ cho thêm một chút mascara cho phần mắt nó lung linh. Bây giờ mình xong cái phần này nha các bạn, phần mắt nha. Bây giờ mình sẽ tiếp phần sống mũi. Mình dùng cái bảng tạo khối của Smartbox vậy đó, box. Thì mình nói rõ luôn nha các bạn, tiếng Anh của mình nó mình đọc rất là dở. Thank you.
sẽ ấn một chút cái highlight ngay cái sống mũi của mình và một chút hai bên gò má. Các bạn đừng quên cho ít tóc bên chân mày nha. Và một chút ở trán để hiệu ứng cái trán mình nó căng bóng vậy nè. Và một chút ở đây. Ok, xong. Thì tiếp theo sẽ là phần sắp sau. Sau là màu này luôn. Màu cam đất hiệu Too Faced. Mình lấy một chút nha. Ây da, mình sẽ giảm cái môi cho nó trắng hết. Các bạn nếu mà môi dài giống mình đó, các bạn thì đừng có đánh viền môi nha. Các bạn đánh viền môi luôn á thì thấy cái môi mình nó rất là xấu, cho nên mình hãy lấy cái tay nha, mình tán. Mình đánh được một giữa sau á. Nó hơi bị dính đen chút mà, thì mình sẽ lấy cái tay tăm á. Các bạn đừng có kiểu mà trù nha. Và sau đó thì các bạn hãy kiểm tra gương, cái răng mình có bị dính sâu hay nha, cái đó là điều quan trọng nhất. Xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay lại trong bài makeup này nha. Với các bạn, đã xong cái video makeup này rồi. Cái này là mình hay trang điểm hàng ngày của mình đó. Lâu lâu mình sẽ đánh mắt không thì nếu các bạn thấy trong video thì mình chỉ có kẻ chân mày và đánh son màu này là xong. Còn mình thích nữa thì mình sẽ đánh nền má hồng và đánh kiểu mà sắc mascara xong rồi đánh màu mắt. Yep. Thì mình mong các bạn sẽ thích video này. Nếu không thích cũng không sao nhé mọi người. Mình không có giỏi về hướng dẫn cho lắm. Yeah, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.